Mày đi nhanh lên. Ông ơi, nhanh. Lúc ấy tôi bảo tôi xin của ông mồm rộng mà ông không chua. Tấn luật phải báo một. Các bạn ơi, Phong Tôm xin chào các bạn nhá. Các bạn ơi, mấy ngày hôm nay mình làm video ở nhà ông hacker mặt vàng, mà không hiểu sao ông hacker mặt vàng ông ấy đi đâu ấy. Lúc vừa mình gặp ông hacker mồm rộng ấy, hacker mồm rộng không hiểu đi đâu mà lại quay lại nhà rồi. Bây giờ mình thử ra xem là hỏi ông ấy. Đúc tượng này bằng đồng nặng quá. Mấy bước này mà đi bán thì lắm tiền lắm. 3 bước nữa. Cái này mà ai chịu chơi mua cái này để chơi, mình lại khối tiền thì em chơi rồi. Ui, còn cái bình cỏ này. Ui, bình cỏ này đẹp quá. Ta sắp có tiền tiêu rồi. Ui, cậu giống ơi, ông đang làm gì đây? À, ôi, hả? Sau bao phút lục thọ này, từ ngày tôi quen ông hacker mặt vàng mà tôi không thấy ông nhỉ? Ủa, ông để cất trong này ông Tôm, để không để ít thì làm sao được? Thôi ông Tôm đi về. Ôi, hey, ông bảo ông hacker mặt vàng cho tôi vào đâu nhá? Đồ quý của ông hacker chưa chuẩn cơ, để tôi mang về đây, tôi bỏ đây. Vâng, còn chuyến cầm sang nhà mới bên kia. Ôi, ông Tôm về để hacker mồm rộng cầm đi sang kia. Thôi về đi. Đi về đi. Thế để tôi chuyển cùng với ông. Thôi không cần, Phong Tôm mấy nữa, ông hacker chú mời ra sau. Bảo, đã buồn này, cứ để đây. Đi về trước đi, mấy nữa dẫn sang nhà ai chơi, nhìn hoa mắt ở đây. Dậy. Thôi về đi. Thế tôi đi về đây. Ừ, ông Tôm về nhá. Quá được rồi, mày lại mang người đi bán, mày phát hiện. Thôi, cứ để tạm hai ngày đây, tí về lấy tiếp. Tao đi bán thì trước đã. Hai bữa kia bán khối tiền, giờ chỉ lốt hai cái này đi. Lên rồi. Dạ. Ông ơi, sao con đi ra ngoài có một lúc mà lại có hai cái này trên này ông ơi? Có 3 bức mà, đây là bức tượng ông Thọ, còn 2 bức Phúc Lộc đâu? Ông ơi, con tìm từ nãy giờ không thấy đâu ạ. Mà sao lại có một bức này trên này với một cái bình cổ này? Mày trong nhà có gì vậy? Con không biết đâu ạ, con mới đi ra ngoài có một lúc thôi mà. Trong nhà có gì mà lại không biết? Tài, con đi ra ngoài con rõ ràng con khóa cửa kín đáo hết rồi. Cửa sổ vẫn nhất con đóng hết rồi mà. Thế hai bức tượng của tao đâu? Ông ấy con khóa đấy, con biết trả lời sao được không? Đây là 3 bức tượng cổ, nó đi theo cặp. Ai vào đây mà để lấy mất rồi? À ơi. À gì? Vừa Phong Tôm vừa bảo đây ông ạ. Phong Tôm bảo đây á? Thế nó có nhìn thấy 3 bức tượng của tao không? Nó hỏi con là có 3 cái bức gì dưới kia dưới kia. Thế con mổ 3 bức ông Phúc Lục Thọ bắt tiền của ông ấy cơ chúa. Hay là thằng Phong Tôm ăn trộm được không? Thằng Phong Tôm á, làm sao mà nó dám ăn trộm của ta? Ông một cầy, ông gì ông đập cả mặt lạ đi. Ông biết ông đấy à? Hay Phong Tôm, hay giờ nó thù ông quan mình rồi. Đức quá. Chắc là nó rồi. Ông ơi, để con cất xuống dưới kia ông nhá. À, mới đi vắng một ít ngày. Chắc nó đến đây, nó thấy trong nhà. Đúng rồi. À, có mấy đối tượng có. Nó dám đến làm trộm. Thằng Phong Tôm này thật là xấu tính không ạ? Tại sao ông quan mình cái gì cũng chua quá mà giờ lại ăn trộm, xong nó ăn cháo đá bát với ông quan mình? Mày đi lần này vào đây. Dạ vâng, con đi luôn này. Đi nhanh đi. Bực hết cả mình đi. Mày xong
hai bức này cho thằng Phong Tôm, rồi mình sẽ đấu bạn thằng Phong Tôm. Không, ông ấy cười chúa, đừng phạt mình chết. Phong Tôm ơi, Phong Tôm ơi, Phong Tôm, ông ấy cười chúa bỏ tặng Phong Tôm hai bức này về làm cổ vật này. Úi giời, đổi ý rồi, ông đổi ý rồi, ông bỏ tặng cho, chứ để cái ba bức này trong nhà, cái chỗ nó hơi bé không để vừa. Thế được, xin luôn. Hiện đang có máy rửa xe, đang định rửa xe rửa luôn. Hai ông này mà chơi cho đẹp thôi được rồi. Đồ chua này mình phải phơi ra cho nó đẹp, còn oai mọi người chứ. Thôi cứ cất gọn trong nhà đã bố rồi, nhưng ai người ta tham tiền người ta nhìn thấy ăn trộm, phải để kín vào thì mới thành đồ có được. Thôi thôi ra ngoài ăn trộm mất đấy. Tôi biết rồi, ông đi vào đi. Thì cất đi nhá, đi vào đây. Ủa các bạn ơi, tự dưng này thành ngon các bạn ạ. Hacker mở rộng lại cho mình ông hai ông này. Ui, phải nói đẹp thật. Ui, đây này các bạn ơi, pha này mình phải đi rửa giấy cho nó sạch sẽ nhìn mới ngon được. Ông ơi, ông sao rồi? Ông ơi, quân gửi bạn thằng Phong Tôm nhìn thấy có hai bức tượng không ạ? Đúng là nó chưa? Đúng màu như này luôn. Màu như này. Nhưng mà con nói chuyện với nó cứ chơi ca là của nhà nó không ạ? Nó chơi là của nhà nó. Xong là con bảo là sang nhà ông bố thì nó bảo là giờ nó không đi đâu hết, nó ở nhà không ạ? Thằng Tôm này, vậy nó lại đi đi. Con không biết ạ. Chẳng biết hết cơ. Đẩy ra mấy ngày hôm nay đang buồn chán, về nhà giờ mất cả đồ cổ. Ông ơi, hay là ông con mình giờ phải đi sang đấy để bắt tận tay tận mặt nó cho nó biết không ạ? Bắt tận tay. Mày nhìn rõ hai bức tượng chưa? Đúng rồi ông ạ, không sai được. Ở nhà cái ba bức tượng con chuyên lau chùi làm sao con không biết được. Vậy bây giờ mày để ông sang đấy. Một mình ông sang được. Được. Ông đi nhá ông nhá. Mãi ông ấy cứ chúa mới tìm. Thôi, mình không dám ăn trộm cái gì của ông ấy nữa. Chứ giờ mà cầm bức này đi thì chắc chắn ông ấy biết. Không đâu rồi. Hại quá. Thật là cay. Cơ hội kiếm tiền để mua đồ ăn của mình thất bại rồi. Chào ông ấy cơ một vàng. Ông ơi, ông đổi ý. Hai bức tượng đẹp thật. Ông ơi, người lấy ở đâu ra vậy? Ông đổi ý rồi à? Đổi ý? Ta đang hỏi người, hai bức tượng này ở đâu ra? Vừa nãy hacker vùng rộng Nguyên Mang bảo là ông hacker mặt vàng bảo đổi ý là mang tặng cho tôi hai ông này, còn với ông nữa để tặng sau. Ta tặng cho người bao giờ? Sao hacker vùng rộng vừa mới bế lên đi ông? Ta vừa bị mất hai bức tượng này. Hacker mồm rộng nói. Bảo sao ông nghiêm trọng thế? Thấy hai bức tượng này ở nhà ngươi. Hắn ngươi nói, ngươi đến nhà ta. Xong rồi thấy không ai nhà. Lúc trước ngươi khen bức tượng đẹp, xong nó vừa đi vắng thì ngươi bê hai bức tượng này về đúng không? Đâu, không phải tôi ông ơi. Chết rồi. Không phải ngươi á? Đúng rồi, hacker một giọng nó vu oan cho tôi ăn trộm rồi. Lúc tôi đến, tôi nhớ là tôi gặp hắn đang bê ba bức ở dưới cái chỗ. Không nói nhầm, không phải là ngươi, mà bức tượng này ở nhà ngươi. Ôi không đâu ông ạ, không phải tôi đâu. Không phải ngươi á? Ý ngươi là thằng hacker một giọng ăn trộm. Đúng. Hắn lại nói với ta là ngươi ăn trộm. Bây giờ hai mặt một nhòi. Đúng đúng không ạ? Không được rồi, thế thì tôi oan quá. Đi ngay về ạ. Thế tôi oan quá. Đi. Hai mặt một nhòi. Bây giờ thằng hát cơm một giọng nói, ngươi đang trộm, đợi mặt tay ngươi. Rõ là không phải tôi ông. Nhanh lên. Mày đi nhanh lên. Ông ơi, nhanh. Lúc ấy tôi bảo tôi xin của ông một giọng mà ông không chua. Sao ba mặt một nhòi. Hát cơm một giọng.
Lại cái thằng con tôm này nhá. Mày đừng có lấy điều, đừng có vu oan cho tao. Ông ấy đúng luôn cho ông ạ. Để tôi hạ bức tượng xuống đã. Rõ tay là mày cầm này, xong giờ mày đổ vạ cho tao. Ông đừng có nói điều. Mày hạ xuống. Phong tôm nói, mày đem cho nó hai bức tượng này, xong giờ mày lại bỏ nó. Ông ăn trộm. Ông phải tin tưởng quan chứ. Quan đã ở với ông, sống với ông bao nhiêu năm nay. Quan ăn trộm ăn cắp cái gì của ông đâu. Mày đừng có xá người nào, hai cho mày đúng rồi. Nước bảo là ông hacker chuyển nhà ông ạ. Có phải ông chuyển nhà ông không? Tao nói chuyện với mày thế bao giờ hả thằng Phong Tôn này? Vừa mày mới bảo với tao là ông hacker chuyển nhà. Lại, mày đừng có bố láo. Mày mới ai hả? Mày mang ba con tượng ra để chuyển nhà. Xong nè, tao bỏ tao bê giúp cho ông hacker vật vàng. Mày không nghe còn gì. Mày có chứng cứ mà mày nói tao thế hả? Mày đi không? Hả? Mày lại thôi. Tao hỏi ai cho mày? Đứa nào lấy bức tượng ở nhà tao thật? Chắc chắn là Phong Tôn phải không ạ? Quá đi ra ngoài. Thằng Phong Tôn, quan đi ra ngoài có một tí mà đã về đã hack, mất rồi. Hách cơm một dòng ăn trộm không ạ? Hách cái gì mà hách? Có mày ăn trộm đấy mày. Không ạ. Đúng rồi trộm. Hách. Đúng mày trộm rồi. Ông ơi. Đúng rồi. Ông ơi. Nó ông ạ. Chính mày. Thằng Phong Tôn ạ. Quan đi ra ngoài mua tí đồ ăn về mà đã mất hai bức tượng rồi. Thế thằng này làm sao? Tôi xin hết công một rộng, nhưng ông ấy bảo là mày đấm nó chảy máu mồm rồi. Chuyển nhà cho hết công mặt vàng nên là không được, giờ hắn phải đi ngay. Nên là chuyển cái gì mà chuyển? Một lúc sau hắn ấy mang cho tôi hai bức tượng. Ông phúc lộc không ạ? Chắc mày nằm mơ đấy. Thì tao không mà làm cái chuyện như thế nhá. Mày đấm nó chảy máu mồm. Ông đá con đau thế. Ông quan gì? Giờ tao không tin thằng nào cả. Mày đứng lên đấy. Ông ơi. Sao hả? Ông ơi, nó cãi ông. Ăn trộm thì đừng có nói nhiều. Mày có nghe không? Đứng lên. Ông vẽ cái gì đấy ông? Ông làm gì đấy ông ơi? Mày đứng lên thôi. Hả, đúng không? Cái gì á? Đứng rồi. Đứng vào đây làm gì? Mày mà bước ra khỏi lòng tức. Chút cho mặt. Hai thằng đứng đây. Suy nghĩ đang thằng nói dối. Chúng mày mà dám nói dối tao thì đừng chắc tao. Mày ôi, mày đi. Tao cho cái dép vào mồm mày đấy. Mày có thôi không? Ôi oan cho tôi quá không ạ? Thinh ăn. Chỉ cái gì? Bỏ tay xuống. Ô cái bọn này. Mày mà bước ra khỏi mặt. Bỏ tay ra là tao chặt tay. Hai thế. Chỉ được đứng nói thôi. Đấy mày cãi đi. Xem có mày có đúng không? Mà mày cứ cãi mà. Đúng mày tham ăn. Mày ăn trộm cho mày bán để mày lấy tiền mua đồ ăn đúng không? Tay không chỉ cho ạ. Có mày tham giàu mày ăn trộm để mày đi bán đấy. Mày cãi đi. Sao im lặng thế hả? Mày đừng có to gan. Mày ăn trộm đồ của hacker mặt vàng. Xong giờ còn cãi. Đây là hai thằng đứng ở đây suy nghĩ mà nói với nhau. Bao giờ mà tự ăn năn hối cải, tìm ra ai là người sai thì đến gặp tao. Chúng mày còn cãi nhau đến bao giờ nữa? Ở yên đây mà ngồi suy nghĩ đi. Mày ăn trộm. Không có ai cửa chúa này nhá. Tao đánh mày chết rồi. Mày ăn trộm ấy. Mày đi làm sao hả? Mày làm sao? Mày không tin tao đấm mày chết không? Mày giỏi mày bước lên này. Mày đi sang đây. Mày sang đây. Mày tin tao cho lưỡi mồm mèo hả? Mày đi sang đây. Mày nào hả? Mày đi sang đây. Hả? Tao vừa mới đi ra hỏi chúng mày. Thế này định làm sao? Luôn cứ đổ cho qua đây không ạ? Ông ơi, nó lấy hai cái đôi dép nó đáp một người thôi không ạ? Nó sai thì đánh nó chặt không ạ? Thuật đấy! Vô hai cái đây rồi! Đưa hai cái dép đúng rồi đấy! Thằng kia cũng nhấc hai cái dép lên! Xóa giơ tay lên. Chúng mày mà bỏ tay xuống thì đừng trách đâu. Nhưng mà ông ấy, chúng mày chỉ được nói thôi. Tại mày, có mày ấy, mày ăn trộm để tao phải khổ này đấy. Tao nói cho chúng mày biết. Tao nói ở đây là để đoàn kết mà suy nghĩ rồi nhận lỗi. Chứ mày để cho mày đứng ở đây để cãi nhau ấy chưa? Vâng, tôi biết rồi.
Tao không thấy ông nhớ mày, tao quay mặt đi. Phải tìm ra người nào sai để sớm được hết tội. Ông nào sai tôi sẽ trừng phạt ông đấy. Nghĩ đi. Các bạn ơi, mình đang bị phạt đây này. Rõ ràng là thằng Hách Cơ Mồm Rộng nó mang ông Phúc với ông Lộc đến tặng cho mình, mà rồi nó lại vu oan cho mình là ăn trộm của Hách Cơ Chú Mặt Vàng. Làm bây giờ mình lại bị phạt đây này. Các bạn nói cho ông Hách Cơ Mặt Vàng biết đi, chứ không mình bị phạt đứng đến bao giờ nữa. Mày, mày đừng có mà thế nhá. Các bạn nếu thấy thằng Phong Tôn này sai, các bạn báo cho Hách Cơ Chúa để đánh cho nó một trận đi các bạn ạ.